Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Adora, nhận token ARA nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì dự án này thì Adora là một nhóm dự án thì điều hành các đại lý du lịch này, đại lý bất động sản này và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thì nói chung là nó liên quan tới đời sống xã hội của bên đời thật các bạn. Thì ngoài ra thì đó thì họ còn có làm về sàn trao đổi, sàn sàn trade các bạn. Như sàn xét ấy thì họ ra còn họ làm về ví tiền wallet nha, ATM có debit card luôn các bạn. Ok thì hiện tại thì con này đã có mặt ở trên Coin Market Cap rồi nha. Thì giá hiện tại của nó là 0,06 đô cho một token. Thì hiện tại đã list trên sàn Bitcoin, list trên sàn Bitcoin, nhưng mà sàn này là như là sàn rác thôi các bạn, sàn volume rất là thấp. Ok thì để tham gia vào cái airdrop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra và ấn start để cho bot. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Airdrop này sẽ ra dâm là 200 người nha các bạn. Mỗi người sẽ nhận được là 25 đô token này. Ok thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cần làm đó là follow từ Twitter, các bạn vào từ Twitter. Trên tờ Twitter của dự án các bạn ấn vào nút follow theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow trang tờ Twitter liên kết với dự án và chia sẻ bài viết, các bạn vào banner tờ Twitter. Thì nguồn liên kết với dự án hôm nay đó là nguồn airdrop từ Crystal Tao nhé. Thì trên tờ Twitter của Crystal Tao các bạn ấn nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Các bạn tìm lại cái bài viết mà về cái dự án này nhé. Đây cái bài viết lúc ngày 21 tháng 9 đây này, bài viết về token ARA Adora này. Thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn nút chia sẻ, các bạn chọn phần vote từ tweet là bằng bình luận, các bạn tag thêm ba người bạn vào đây giúp mình. Sau đó các bạn phần từ tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là son vào kênh channel của dự án, liên kết với dự án, các bạn vào banner channel. Thì nguồn liên kết với giải hôm nay là nguồn Adamin Gia, các bạn tiến hành join vào nha. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot, chúng ta tiếp tục join vào group, các bạn vào group. Bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join vào nha. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là subscribe kênh YouTube liên kết với dự án, các bạn vào YouTube. Những cái nhiệm vụ mà liên kết với Adamin Gia thì chúng ta đã làm hết rồi. Thì trên kênh YouTube của Adamin Gia các bạn ấn nút đăng ký nha. Sau khi đăng ký xong các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel của dự án, các bạn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào group, các bạn vào group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn nút chat. Sau đó các bạn ấn vào nút show airdrop. Tiếp theo đó các bạn ấn vào nút submit detail, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên là hỏi chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa, thì các bạn nút Don. Sau đó nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile từ Twitter, thì các bạn quay trở lại từ Twitter. Các bạn về tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile, sau đó các bạn copy lại cái link profile từ Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì địa chỉ ví ERC20, địa chỉ ví ETH nha các bạn. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask, các bạn copy lại cái địa chỉ ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó thì hỏi chúng ta đã join vào kênh liên kết chưa, thì các bạn ấn nút Don. Tiếp theo đó nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ trên từ Twitter. Thì các bạn quay trở lại từ Twitter, thì bên trong trang cá nhân từ Twitter của các bạn chọn vào phần từ tweet và reply. Sau đó chúng ta copy lại cái link bài viết mà hồi nãy chúng ta chia sẻ kèm tag ba người bạn nha. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào, sau đó các bạn chọn phần copy link to the wix. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Sau đó các bạn ok, như vậy là đã hoàn thành rồi. Tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần balance để check số dư. Thì nó sẽ ranh dâm là 200 người, thì mỗi người sẽ nhận được là 25 đô token ARA nhé. Và đây là link red của các bạn cứ copy lại link red đi tuyển thuê bạn bè để nhận thêm token, thì vào mô lực refer. Thì top 50 red nhé. Bạn nào muốn đi đua top red thì có thể là đi tiền red, thì top 50 red sẽ ăn chia là 100 token ARA.
nha, 100 đô token ARA. Thì airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 11 và nó sẽ phân phối cho ông ta vào ban ngày 30 tháng 10 nha. Ngày 25 tháng nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 10 và nó sẽ phân phối cho ông ta vào ngày 30 tháng 10 nha. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là chọn 25 token ARA đến từ dự án Adora. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.